quý khách ăn phở mời lên gác. Ở trong này là trong con ngõ nhỏ số 8 Hàng Trống các bạn nhé. Lối vào nhỏ đi vài bậc thang lên tầng 2 sẽ thấy cô chủ đang làm phở trong một khu tập thể cũ nhỏ và bé lắm. Đây món Hà Thành đậm cốt gương, vang danh phở Bắc tự mười phương. Cùng hoa hậu vỉa hè thưởng thức món phở vương, một món ăn nổi tiếng kinh kỳ đấy nhé. Trái tim mình thì luôn dành cho phở tái mà ở đây chỉ có đúng một loại phở bò chín thôi. Không sao cả vì thịt vẫn mềm, thái mỏng đều, nước dùng phải nói thực sự là rất trong, vị thanh không quá đậm đà, không nặng bụng, khiến mình cũng không muốn vắt thêm chanh nữa để giữ được trọn vẹn hương vị này. Nếu mà ngồi ở trong này thì sẽ có bàn, nó không thì sẽ ngồi ở ngoài kia cạnh chỗ nồi phở ấy, thì sẽ ngồi cạnh với cô chủ, nhưng mà mình sẽ phải bưng bát phở như thế này. Mặc dù mình bát phở ở đây thì không có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng mà nó sẽ cho mình cái cảm giác rất là xưa cũ và đúng một cái bát phở truyền thống của Hà Nội ngày xưa.